tình hình dạo này như thế nào? Ủa anh Long, trời đất ơi, anh ngồi đây hả? Anh làm em lo quá trời luôn á. Ngồi đi. Dạ cảm ơn anh. Ây da, suốt từ sáng tới bây giờ ở đâu? Em có vô đây rồi mà, nhưng mà ổng thấy anh cho nên mới chạy ra chợ. Em đi tìm anh mà. Tao điện thoại sao mày tắt máy? Dạ tại chắc anh quên hả? Cả đêm hôm qua em ở đây với anh, điện thoại em hết pin, làm sao sạc? Bỏ qua đi, đừng có buồn tao. Thôi bỏ đi anh, có chuyện này quan trọng hơn. Em muốn báo cho anh nè. Anh ở đây lo không được đâu nha. Tại sao? Anh thừa biết rồi, anh còn hỏi em nữa. Tính chừng nào chuyện? Càng sớm càng tốt đi anh. Hay nhất là mình đi bây giờ đi anh. Xe cộ em đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi đó. Lộ trình em cũng kiểm tra cho anh rồi. Đi anh. Ủa anh sao vậy? Mày nói xe cộ đã sẵn sàng hết rồi hả? Dạ, tụi em đã chuẩn bị hết rồi anh. Tao muốn qua nhà Linh Huệ trước khi rời khỏi thành phố. Trời, bộ anh giỡn hả? Tới nước này mà còn giỡn được hả mày? Nếu mày sợ thì cứ đi trước đi, để tao ở đây. Bằng mọi cách tao phải qua được nhà Linh Huệ để nhìn mặt cô ấy. Có thể là lần cuối. Rồi sau đó tao sẽ tự tìm đường đến chỗ của tụi bay. Anh làm như vậy là anh làm khó tụi em quá. Vậy thôi, anh cho tụi em thời gian để tụi em thu xếp công việc một chút nha. Thôi em đi đi. Cái kiểu này không chừng chết cả lũ á. Bộ tụi bay tưởng tao sống như vậy mà gọi là sống à? Cậu có chắc chắn là nó không? Nếu quả quyết 100% thì em chưa dám, nhưng em tin là em không nhìn lầm. Nếu lúc đó không dắt phải cái ghế quỷ quái, có thể em tóm được nó rồi. Nó có khác nhiều so với hình trong lệnh truy nã không? Rất khác thưa sếp. Em cho là nếu ngay lập tức ta cho tổ chức lùng sục truy sát, tên Long nhất định sẽ bị tóm. Cũng chưa chắc lắm đâu. Tuy nhiên tôi đồng ý đề xuất của cậu và phối hợp với lực lượng dưới địa bàn triển khai truy bắt hắn ngay. À nè, cậu thông báo với toàn thể anh em trong đội của cậu đến phòng tôi họp gấp. Đó, em sẽ đi ngay. Ừ. Anh à, mình chờ ở đây lâu quá không ổn đâu anh.
Chắc số mệnh đã an bài rồi. Đi thôi. Dạ. Anh Năm, đi thôi. Ngồi bên kia đi em. Mình đi anh. Em uống gì? Cho em đi sinh tố. Tôi cũng vậy. Nhanh nhanh giùm nha. Cảm ơn. Em đẹp lắm. Anh hơi quá lời á. Em biết mình mà. Mà sao hôm nay anh đưa em tới chỗ này vậy? Chỗ này mắc tiền lắm á. Tối hôm nay là một buổi tối rất quan trọng với mình mà. Thì hả anh? Tại sao vậy? Vì điều mà anh sắp nói ra. Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh vẫn còn nhớ là em thường nói, em thường nghĩ tới một gia đình với một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Vì những đứa trẻ bi bô tiếng nói tiếng cười. Anh cũng vậy. Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó em nha. Em nghĩ sao?
việc vừa rồi, cậu làm rất tốt. Đơn vị bạn đề nghị chúng tôi khen thưởng cậu. Nhưng mà cậu đừng có mơ lập công chuộc tội, đúng không? Dạ, em hiểu. Em cảm ơn các thủ trưởng. Miệng lúc nào cũng cảm ơn xin lỗi. Lời cảm ơn tốt nhất là đừng để chúng tôi phải đau đầu. Những việc làm bồng bột, sai nguyên tắc của cậu nữa, hiểu chưa? Dạ, em quyết không dại dột thêm lần nào nữa đâu thưa thủ trưởng. Tôi tin cậu. Sao, gia đình có vấn đề gì không? Em đã lập gia đình đâu ạ? Nếu mà có ý tìm hiểu ai thì em phải báo cáo với tổ chức chứ ạ. Không sao. Nhưng mà gia đình á, đâu chỉ dễ có vợ con thôi. Còn ba mẹ, anh chị em để đâu? Ra thủ trưởng hỏi em gia đình là về nghĩa đó. Vậy mà em cứ tưởng. Cảm ơn thủ trưởng đã hỏi thăm. Ba má em bình thường ạ. Sao, cậu đi xa vài tháng có được không? Dạ được ạ. Nhưng mà đi đâu thưa thủ trưởng? Ra Hà Nội dự một khóa nâng cao nghiệp vụ 3 tháng. Thưa, ra Hà Nội 3 tháng? Sao, có vấn đề gì à? À, dạ không. Nhưng mà tin này với em hơi đột ngột quá. Ừ, nghề của mình là vậy á. Mà cậu ra Hà Nội lần nào chưa? Dạ chưa. Vậy thì đây là cơ hội quý quá rồi còn gì. Dạ thưa thủ trưởng, khi nào lên đường ạ? Nay mai gì thôi, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có lệnh là đi luôn. Vậy nha. Dạ, em chào thủ trưởng. Ừ. Nam, cậu làm gì mà các sếp gọi cậu bất kể đêm ngày vậy? Chuyện gì, vui hay buồn? Cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Sao kỳ vậy? Nói nghe coi. Thôi, để lát nữa. Giờ làm việc tiếp đi, không lại bị sạc te tua bây giờ. Ừ, ok. Trưa nay điểm hẹn quen thuộc ha. Ừ. Vậy chứ lúc có cả hai đứa trong hình thì nhờ ai chụp hả con? Dạ, con nhờ những người xung quanh đó má. Ừ. Trời ơi, tấm này xấu quá à. Sao mà xấu, má thấy đẹp đó chứ. Thiên trong tấm này á, tươi tỉnh hiền hậu, rõ là người đàng hoàng tử tế. Có con xấu thì có, cứ dài mỏ ra chê người ta. Má đó, toàn khen con rể tương lai không à. Con nói xấu ở đây á là không có đẹp trai, chứ đâu nói anh là người xấu đâu. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ông bà mình đã dạy vậy rồi con ơi. Miễn là nó hiền lành, thật lòng thương yêu con, là ba má mừng hết sức rồi. Đừng có làm gì cho nó buồn nghe con. Dạ, con hiểu mà má. Con cũng đắn đo nhiều lắm trước khi nhận lời của ảnh. Con chỉ e là mình không xứng để đến với ảnh. Bởi vậy con đã nói hết toàn bộ chuyện cũ của con cho anh nghe. Con làm vậy là đúng. Là vợ chồng rồi á, ra đầu ấp tay gối trọn đời. Không thành thật với nhau, sớm muộn gì cũng bất hạnh thôi con à. Khi quyết định nói hết với ảnh, con đã tự nhủ là nếu ảnh không chấp nhận được chuyện đó, chắc con ở vậy luôn má. Nhưng mà không ngờ là người đàn ông như vậy là cao thượng lắm đó con. Bởi vậy cả ba má và anh đều mong con phải hết lòng thương yêu nó. Thiên nó mồ côi nên có lòng nhân hậu. Con đã hối nó đưa về quê thắp nén nhang cho ba má nó chưa? Dạ, con nói rồi. Anh nói với con là đang sắp xếp thời gian đó má. Ừ. Phải làm cho tròn những việc đạo nghĩa đó nghe con. Ừ. Người ta tốt với mình 1, mình phải ráng tốt với người ta 10. Sống như vậy mình mới để phước được cho con cháu con à. Má yên tâm, con sẽ làm theo lời má dạy mà. Ừ. Con tính coi, từ mai á, biểu nó hàng ngày về nhà ăn cơm, thêm đũa thêm chén, đâu có tốn kém gì đâu phải không con? Dạ, nhưng mà chắc chưa được đâu má à. Anh còn có đứa em đang học đại học ở thành phố. Bây giờ hai anh em phải đùm bọc lẫn nhau. Nếu mà ảnh về đây, bỏ em ảnh một mình, ai lo? Ừ ha. Thôi,
chừng đã dần dần tính. À, hay là như vậy, cứ tới chủ nhật á, con nói hai anh em nó về đây, liên quan cuối tuần cùng nhà mình. Con thấy như vậy có được không? Đây là ý kiến hay nhất của má đó. Con thương má quá à. Ừ. Làm cha làm mẹ, thấy con mình vui vẻ hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi con à. Dạ em chào anh. Em đưa anh Long tới gặp anh. Mời vào. Xin chào, tôi là Hải, Hải Quâm. Tôi là Ly, Vũ Văn Ly. Dạ. Long Ly Quy Phụng, thuộc hàng Tứ Linh đâu mà. Mời ngồi. Sao? Ông dùng bia chứ? Không đủ đâu. Rượu đi. Rượu gì cũng được. Ừ, ok. Anh chịu chơi lắm anh. Mới nghe em nói nhờ làm giấy tờ giùm cho anh, anh ok liền. Sao hả? Thứ này có hợp với ông không? Trước đây trong nhà tôi có cả một hầm rượu loại này. Nhưng đó là chuyện xưa rồi. Nếu mà tới với tôi á, thì ông không phải lo thiếu rượu này để uống. Cảm ơn. À, ông thích dùng mùi gì? Tôi kêu tụi nó làm. Không cần đâu, uống xét. Bữa nay á, Hải Quấm này gặp người đồng điệu rồi. Tôi cũng vậy. Uống rượu mà phải có đồi mồi á, dở ẹt, đúng không? Dạ, em mời hai anh. Ê, nào, dạ. Nhất kiến di kiến. Xin mời. Dạ. Chà, coi bộ tôi thua ông rồi ông Long. Ê, ông Ly. Bữa nay em được hân hạnh rót rượu cho hai đại ca. Em mới thấy mình uống dở quá. Rượu bia gì em uống có một ly là em xỉn rồi. Nhìn sơ qua là tôi biết ông thuộc bậc thượng thừa rồi. Chắc tôi thua quá. Để trả ơn ông, tấm giấy chứng minh. Ông muốn tôi phải làm gì? Ân huệ gì? Ông đừng nói vậy mà mất tình nghĩa. Uống đã rồi nói. Khoan đã. Nói đi rồi uống. Là như vậy. Tôi tính làm vài phi vụ nho nhỏ. Tính kêu ông tham gia. Phi vụ gì? À, dạ, hai anh ngồi đây nói chuyện đi. Để em ra phụ tụi nó canh chừng. Dạ, em xin phép. Đau không chị? Dí anh Nam này nặng thiệt á. Ừ. Em nói vậy là sao? Chứ gì nữa. Lần trước anh làm cho chị bị phỏng, còn lần này hả, anh làm cho chị té bầm cả chân đây nè. Thoa. Đừng có nói vậy em. Tại chị không chú ý, chứ đâu phải tại anh Nam đâu. Đó. Nhưng mà tại sao chị không chú ý? Là bởi vì anh Nam làm chị xúc động quá mà. Thôi, không cần em nữa, em lên lầu đi, kệ chị. Ý, em vô duyên quá à, quên mất là có anh Nam ở đây. Nhưng chị hai đâu có cần em bóp chân gì đâu phải không? Anh Nam, trả cho anh đó. Con nhỏ này. Kệ Thư, em đứng dậy làm gì? Nè, ngồi xuống đi. Kệ Thoa, nó giỡn cho vui đó mà. Thank you.
chờ anh trai về nhà lấy chút rượu mật gấu của bà anh thoa vào là khỏi ngay. Trời, gì mà nhìn anh dữ vậy? Anh thương lắm nha. Đáng đánh không? Đáng lắm. 100 rồi. Chịu được không? Ngàn rồi cũng chịu được. Sao dừng thôi ông. Nghe em hỏi nè, sao biết em mong mà không thèm tới vậy? Hay là phải đợi tới khi người kia lấy chồng rồi mới thèm nhớ tới em? Em đừng nói như vậy, quan cho anh lắm. Không lẽ đang lúc như vậy mà anh lại bỏ mặc Huệ? Trời đất, anh phải nói sao cho em hiểu bây giờ? Thôi nè, cất cái bộ mặt thiểu não này đi. Em nói vậy thôi, chứ em hiểu mà. Ở vào địa vị của anh, em cũng phải làm như vậy. Em tốt quá, cả má em và Thoa cũng vậy. Đừng thèm giận anh nữa nghe. Tuần sau em được nghỉ phép, mình đi chơi xa ở đâu anh nha? Ủa, anh sao vậy? Anh sắp phải ra Hà Nội học mấy tháng rồi em à. Kìa, anh cẩn thận, chân đau đó. Vậy hả? Sao lại phải đi? Bao giờ đi? Biết ông là người có nhiều kinh nghiệm trong ba cái vụ đó nên tôi mới mạnh dạn rủ ông tham gia. Chúng tôi bỏ của, ông bỏ công. Sao ông không tiếp tục cái vụ đưa người ra nước ngoài, vừa chắc ăn, vừa không phải bỏ vốn, lại vừa không gặp nguy cơ vừa cột? Mấy cái vụ đó còn con quá, lại phải chung chi nhiều nơi. Tới phần mình á, cầm được chẳng đáng là bao nhiêu. Ông đang có trong tay mấy hecta cao su, không cần phải suy nghĩ gì hết. Ham hố làm giàu chi cho nó nhọc lòng vậy? Tại vì tôi muốn trong nhà tôi có một hầm rượu chứa toàn là rượu đắt tiền, giống y như ông đã từng có vậy. Ông tính chọc tôi hả ông Hải? Tôi xin lỗi, tôi nói vui vậy thôi. Trên đời này có ai mà không ham giàu? Giàu ít á thì ham giàu nhiều, còn giàu nhiều á thì ham giàu nhiều hơn. Tôi cũng là thằng người thôi mà. Hãy nghe tôi. Nhìn ông tôi ái ngại quá. Danh tiếng cậu thiếu gia Trần Long, con của ông Trùm nổi tiếng tên là Trần Tiến, nức tiếng từ Bắc tới Nam. Không lẽ bây giờ là yếu thế như vậy? Phải hoạt động thôi mà. Ông đang khích tôi đó hả? Ông lại suy diễn thái quá rồi. Tôi tính như vậy, giấy tờ mới của ông á, như vậy là tốt rồi. Từ đêm khỏi á, chui bờ ngủ bụi nữa. Tôi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ông. Bề ngoài á thì ông làm thuê cho tôi, phụ coi sóc rừng cao su. Bên trong á thì ông toàn quyền tự định liệu kế hoạch qua lại với bên kia để móc nối nguồn hàng. Ta phải tính toán thật kỹ, không làm nhiều, nhưng mà làm vụ nào cho đáng vụ đó. 5-10 bánh á, bỏ không làm. Vài trăm bánh mới làm. Thu gom nhiều như vậy á, không có nhanh được đâu. Có khi tụi bên kia nó gom hàng tháng trời đó ông. Không hề gì, ta đợi. Ông quen biết nhiều người bên kia, ông gặp họ, họ tin ông hơn tụi tôi. Khi nào thì tôi trả lời ông được? Càng sớm càng tốt. Sau đó
tôi nghĩ ông sẽ phải qua bên kia ngay để gặp lại người quen. Dĩ nhiên. Nhưng ông cho tôi 1-2 ngày nữa tôi trả lời ông được không? Ok. Nhưng ông phải nhớ 2 điều. Một là dù ông có tham gia hay không á, thì tôi vẫn nhất quyết sẽ làm. 2 là tôi thật lòng mời ông ở lại nhà tôi, và tôi đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ông. Cảm ơn. Riêng điều này thì tôi sẽ nhận lời ngay. Em làm cho anh một gói nữa nha. Sao người ta không báo rõ ngày lên đường vậy? Công an các anh làm cái gì cũng có vẻ bí hiểm hết. Không phải vậy đâu em. Mấy anh ấy cũng nói rồi đó. Chắc là chỉ mai mốt là đi thôi. Mấy tháng ra Hà Nội, coi chừng ở lại ngoài đó luôn, không muốn về đây cho coi. Con gái Hà Nội á, nổi tiếng á là thùy mị, nết na, biết chiều chuộng. Nếu như anh quyết vậy á, anh khuyên em cũng nên ra ngoài đó sống. Anh nói em nghe nha, con trai Hà Nội không hay say xỉn, chịu khó làm ăn, làm được bao nhiêu tiền á mang về đưa hết cho vợ. Hay là em kiếm một chàng ngoài đó đi, rồi lâu lâu tụi mình bọc sách nhỏ tới thăm nhau. Anh tính thiệt vậy hả? Ừ. Không yên với tôi đâu nha. Uống nước đi anh. Đó, mới nói giỡn có chút xíu đã nghẹn rồi. Trời phạt mà. Rồi rồi rồi, cảm ơn em. Để em làm cho. Ừ. Giờ là cuối thu, ra ngoài đó ít bữa là gặp lạnh. Chắc phải chuẩn bị đồ ấm anh à. Bộ em quên tụi mình gốc gác ở đâu rồi sao? Sao quên? Nhưng tụi mình ở đây bao nhiêu năm, bây giờ sức chịu lạnh cũng giảm đi chứ. Mình lên nhà lấy giấy bút, xong rồi mình kê ra chuẩn bị những cái gì. Đến khi mình chuẩn bị mình sẽ không quên. Em cứ làm như đi sứ không bằng. Đi anh. Anh nè. Thịt thỏ sấy khô người ta bán ở đâu anh hả? Em thấy chưa? Ủa? Thôi anh ơi, đừng có mua mấy cái đó. Em thấy nó mắc quá. Đâu có mắc đâu, anh thấy giá cả hợp lý mà. Với lại em... Em sao? Nói anh nghe coi. Hả? Em có nên mặc bikini không? Tại sao là không nên? Anh sẽ chụp cho em á một bộ hình thật là tuyệt vời luôn. Hả? Anh nghĩ ra rồi. Trước đây hình anh chụp mà gửi cho tòa soạn á, họ không dùng. Là tại vì hình anh đơn điệu quá, chỉ có phong cảnh thôi. Đúng không? Bây giờ á, có hình em ở trong đó rồi, nhất định là họ sẽ xin anh mà đăng. Ây da, lúc đó chúng ta sẽ nổi tiếng. Ngủ quá em ha. Nhưng mà... Sao? Nó nghe nè. Hả? Em mặc bikini, anh không ghen hả? Sao lại ghen? Anh có vợ đẹp, người ta trầm trồ, anh tự hào quá đi chứ. Chẳng lẽ vì ghen mà anh phải cưới một cô vợ như là Chung Vô Diệm à? Không bao giờ. Anh á, lúc nào cũng gây sự bất ngờ cho em hết á Thiên à. Mệt quá, anh đang tập trung cho công việc, em làm anh phân tâm mà. Bây giờ anh sẽ nói những việc cần làm để phục vụ cho chuyến đi biển của chúng ta. Em xem coi thiếu cái gì em bổ sung cho anh biết nha. Em biết rồi. Anh thương em thì đọc cho em nghe thôi. Chứ anh chuẩn bị cái gì cũng hoàn hảo hết á, được không? Trời à, bây giờ lại khen nhau nữa rồi. Chương trình tour du lịch biển và đội ta lên đường dự kiến là sáng ngày mốt. Phương tiện di chuyển: xe tốc hành, xe ôm, xe taxi, xe bò và xe ngựa.
của gì vậy anh? Thời gian 4 ngày 3 đêm. Ừ. Lưu trú đặt phòng qua mạng tại một khách sạn 5 sao. Thực đơn trong ngày. Khoan. Hả? Sao phải khách sạn 5 sao lận? Bộ anh mới trúng độc đắc hả? Vụ này á em không chịu đâu nha. Trời ơi, lần đầu hai chúng ta đi chơi phải đàng hoàng chứ em. Lần sau mình sẽ tiết kiệm ha. Ừ. Trời ơi, anh nghe lời em đi. Không cần phải khách sạn 5 sao. Bây giờ mình kiếm một nhà nghỉ nào đó cũng được rồi. Miễn là gần biển một chút là được. Hả? Cứ làm theo ý anh. À, đúng rồi. Nghỉ ngơi thoải mái sẽ khiến đầu óc chúng ta làm nghệ thuật được thăng hoa. Ừ. Biết đâu những tấm hình anh chụp em ngoài đó báo chí đăng rần. Ừ. Thôi vậy bổn tiền đem. Ừ. Không, nếu như vậy á, anh đi một mình. Thôi được rồi, sẽ sửa lại đơn đặt phòng là theo khả năng tài chính, tránh xa qua lãng phí. Được chưa? Phải vậy mới đáng yêu dạ. Chứ thôi vậy mình tiếp tục nhé. Ủa mà nãy giờ anh báo cáo cho em tới đâu rồi? À, thực đơn hàng ngày hay là nội dung chương trình? Quỷ. Đầu hàng đi. Không có chuyện đó đâu. Mày chết đi. Thủy có nhiêu đây hả? Không biết có đủ không nữa. Hay để Thủy gọi cho anh Bình mang tới đây thêm cho Huệ nha. Mình đi xa, tiền trong túi dư giả, mình đỡ lo Huệ à. Cầm đi. Thôi khỏi đi. Huệ nghĩ là bao nhiêu đầy đủ lắm rồi á. Đừng có làm anh Bình phải đi tới đi lui tội nghiệp anh lắm. Sao mà biết tội nghiệp. Được Thủy kêu giờ nãy hả? Là thằng chả sướng mê luôn á. Trời, cái gì mà sướng mê? Khuya lắc khuya lơ, ngại thấy mồ luôn mà. Sướng cái gì mà sướng? Thấy ảnh á, lên kế hoạch tốn kém quá nên Huệ gạt đi ngay. Định á, nói chơi cho vui vậy thôi, rồi khi nào có tiền á thì mới đi thiệt. Ai ngờ đâu ảnh nhất quyết không chịu. Huệ nghĩ á, đi chơi thì phải có chút tiền riêng để dằn túi, lỡ chuyện gì thì có mà cần xài. Mà không biết ai để nhờ nên mới qua nhờ Thủy đó. Chứ sao, Huệ gọi Thủy á là chính xác tuyệt đối rồi. Vậy mà lúc mới tới hỏi có việc gì không mà cứ ấp a ấp úng, mãi sau á mới chịu nói ra. Ghét quá. Khi ra khỏi nhà thì nghĩ là qua đây mượn Thủy thôi. Giáp mặt mới nhớ ra là Thủy với anh Bình đang chuẩn bị làm đám cưới. Tiện đâu ra mà nhiều dữ vậy. Thành thử mới lúng túng đó. Cứ vậy hoài. Thì đúng á, là đang dùng tiền làm chuyện đó. Nhưng mà nếu Huệ cần á thì Thủy sẽ có liền. Nè, bữa sau mà có việc gì tương tự á thì cứ gọi điện, Thủy sẽ mang tới cho. Hiểu không? Ừ. Ở Huệ. Ừ? Hàng họ dạo này ế ẩm lắm hả? Bữa nọ Nhi phải bán cả đồ nữ trang để trả tiền hàng còn thiếu cho người ta. Quán xá bây giờ mà không có mấy đứa con gái ngực to mông nở lượn đi lượn lại là khó có khách lắm Huệ à. Thì Huệ biết chuyện đó rồi. Nhưng mà cái quán nhà Huệ làm sao mà làm mấy chuyện đó được.
thách toàn mấy người dính dáng tới chính quyền không à? Thủy hiểu mà. Thôi, cảm ơn nhiều lắm nha. Khi nào có tiền trả lại liền. Bây giờ khuya rồi, về trước. Không được đâu, trễ quá rồi, để Thủy đưa Huệ về. Rồi một tí nữa Thủy về một mình hả? Không có được đâu, khuya lắm rồi, con gái đi nguy hiểm lắm. Thì có sao đâu, Thủy kêu anh Bình qua rước. Anh Bình qua rước? Anh Bình rước Thủy từ nhà Huệ rồi về đây. Rồi ảnh tự đây chạy về nhà ảnh. Hết đêm rồi còn gì. Thủy có nói với Huệ là bắt anh Bình phải về nhà ảnh đâu. Ngủ sao về mày? Bộ ở đây không có chỗ ngủ hả? À, trời vậy mà tự nhiên mình ngu dữ vậy ta. Hiểu rồi. Vậy hồi nãy á, Thủy mới nói được Thủy gọi tới ngay bây giờ là anh xuống mê luôn á. Thôi về nha. Sao rồi? Hồi nãy ông làm em sợ quá. Em mà không nhanh tay là ông chém em luôn rồi. Tội nghiệp. Cũng xưng hùng xưng bá một thời. Có số có má chứ bộ. Dạ. Em nghĩ cũng tội. Yêu gì mà yêu kỳ quặc quá vậy anh? Nói như vậy là chú chưa bao giờ yêu phải không? Chú chỉ có chơi gái thôi chứ gì. Không hiểu nó thôi. Nhưng mà theo tao thì đúng là thằng Long yêu hơi bệnh hoạn thiệt. Mày sao vậy? Mày đang nghĩ điều gì? Em lo. Cái bộ dạng say say tỉnh tỉnh như vậy, không chừng vào cuộc làm hỏng chuyện của anh, làm anh em mình mang tiếng. Quân tử Tàu đó hả? Em nghĩ thiệt mà. Cảm ơn chú. Chú nói rằng thằng Long ở bên kia quen rất là nhiều cái mối cung cấp hàng chất lượng mà giá lại mềm, đúng không? Dạ, dạ đúng. Không biết tụi nó mang ơn ích gì của ông già Tinh Long này mà sao mà không việc gì cha con ổng nhờ mà tụi này dám từ chối. Vậy mới hay chứ. Nè, theo mày, vì sao thằng Long chưa nhận lời mời hợp tác của tụi này? Thất tình khiến cha im thế, không còn thiết gì sự đời. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng thuyết phục. Chắc chắn một điều, anh sẽ không phải chờ đợi lâu đâu. Thần tàn ma dại như hiện nay, tiền không có một xu, tình không có một giọt, không nhận lời làm ăn với mấy anh thì coi chết đói. Cố hoàn thành cho sớm, để ép nó qua ngay bên kia, chấp nối lại đường dây nghe mày. Dạ. Lúc này mình đang cần tới nó. Để tìm được những mối làm ăn chắc chắn tin cậy. Khi mình đã đủ mạnh rồi á. Dạ. Có khi cũng phải vậy. Em cũng ngán thằng cha này lắm rồi. Nè, đừng để nó đánh hơi thấy điều gì nghe chưa? Dạ em hiểu. Đi đi. Dạ. Anh Thiên, có chuyện gì vậy anh? Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy? Em à, thằng em của anh nó mới vừa nhập viện cấp cứu. Nó có dấu hiệu bị bệnh tim. Bác sĩ nói cần phải bù gấp để đặt stent em à. Trời ơi, tội nghiệp anh ấy quá. Anh qua đây để báo tin cho em biết. Đồng thời muốn nói với em là chuyến đi biển của mình giờ lại tuần sau em nha. Anh này, giờ này còn lo chuyện đó nữa. Thôi anh lo vô trong bệnh viện để chăm sóc anh ấy đi. Anh đi nghe. Anh Thiên à, khoan đã. Hả? Bệnh như vậy chắc là cần nhiều tiền lắm. Anh đợi em xíu nha. Anh lấy số tiền này để phụ giúp chữa bệnh cho em anh. Không được đâu, anh đã chuẩn bị đủ cả rồi. Anh lấy tiền của em coi sao được chứ. Sao mà của em với của anh? Anh coi em là người dân của anh đó hả? Thôi, bây giờ anh đưa em vô bệnh viện chung với anh đi.
thêm người thêm sức. Mình đi thôi. Hôm qua tôi làm mẹ với chú. Xin lỗi chú nghe. Lúc này anh thần kinh quá. Thật ra không sao đâu anh. Tình tiền thì cũng không còn, thân phận thì trốn chui trốn nhủi như con chuột. Mấy thằng mới vô nghề cũng bày đặt lên giọng dạy đời, thuê mướn mình. Ai ở trong tình cảnh của anh lúc này mới hiểu được anh. Em hiểu anh mà. Bởi vậy em muốn góp ý với anh. Anh phải lấy lại những gì đã mất. Anh Long à, anh nghe em đi. Anh phải là Long của ngày trước mới được. Chú nghĩ vậy à? Dạ. Khi anh đã lấy lại được phong độ, trở lại là một thiếu gia như ngày nào, tụi nó sẽ sợ anh, sẵn sàng quỳ xuống dưới chân của anh để được sai bảo. Có lý. Nhưng mà cách nào đây? Anh bây giờ không còn cái gì cả. Có đó anh. Lão hay quá. Tại sao anh không nghĩ tới việc lợi dụng hắn ta? Mày khuyên anh chịu phận làm thuê cho nó mà. Gặp thời thế, thế thời phải vậy thôi anh à. Anh cứ dùng tiền của nó. Anh qua bên kia, anh móc nối lại đường dây quen biết. Xong xuôi, hàng đưa về, anh một phần, em một phần. Phần còn lại, anh tặng cho cơm. Phần còn lại khuyến mãi cho thầy trò nó. Tùy ý của anh thôi. Anh hiểu ý của chú rồi. Nhưng mà làm vậy tiểu nhân lắm. Anh à, phi tiểu nhân bất thành quân tử anh. Đúng, có lẽ anh phải nghe theo lời quân sư của chú. Xong phi vụ này, anh sẽ có tiền. Có rất nhiều tiền. Chính xác anh. Anh sẽ sử dụng số tiền đó tìm mấy thằng quan tham, chuyên ăn đút lót, tống cho nó mật mớ để đổi lấy tự do. Kết thúc chuỗi ngày trốn chui trốn nhủi. Dạ, hoàn toàn chính xác anh. Anh có tiền, lúc đó anh sẽ có điều kiện tìm thằng Nam. Rồi sau đó anh sẽ tìm Huệ. Chú sao vậy? Dạ, em cứ tưởng là làm xong phi vụ này là anh em mình lặn một hơi ra nước ngoài, rửa tay gác kiếm rồi anh em mình tận hưởng sung sướng chứ. Thì chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng phải xong hai chuyện tao vừa nói. Mày đi gặp tụi nó đi, nói là tao đồng ý. Bây giờ tao phải đi tắm cho tỉnh đã. Thằng này bị điên gì tình như vậy? Không khéo cái mù tòa sơn quan hổ đấu của mình. Chắc tiêu quá. Dạ, con chào hai bác. Dạ. Thiên à. Dạ. Vậy là em trai của con đã lành bệnh rồi hả? Dạ. Thiệt là may mắn quá. Dạ, con cảm ơn hai bác. Con mới đưa em con về dưới quê á, nhờ họ hàng trong nom giùm. Ở dưới quê cũng thoáng đãng, cũng mát mẻ, nên thường lại cho chuyện mà dưỡng bệnh đó bác. Vậy thì tốt quá. Bác chúc mừng cho hai anh em con đó. Ở nơi trên suối mà ba má cháu biết cháu chăm sóc cho em trai của cháu như vậy là ba má cháu vui lắm. Dạ, con cũng cảm ơn hai bác đã quan tâm và chia sẻ với con. Và anh cũng cảm ơn em. Em đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Anh kỳ ghê á. Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà, sao lại cảm ơn? Đúng không ba má? Đúng. Thiên coi chừng rồi thành cái sáo đó nha. Dạ. Nè, cuối tuần này á,
nhà mình tổ chức một buổi tiệc liên quan mừng em trai con lành bệnh. Tụi con nhớ về đầy đủ đó nghe không? Ừ. Dạ. Ừ. Thôi, hai đứa ở nhà đi, ba má đi cùng chuyện nha. Dạ, dạ. Ừ. Chào ba má. Dạ, con chào hai bác. Anh, hả? Vô nhà ngồi đi. Quê, khoa đây em. Cho anh gửi lại em. Sao lại gửi lại em? Bộ anh là đại gia rồi hả? Không phải vậy, anh đã chuẩn bị đủ sẵn hết cả rồi. Trong thời gian vừa qua, anh cũng dành dụm được chút ít gửi tiết kiệm. Rồi thêm nữa là mấy anh em trong công ty cũng thương anh, mỗi người góp một ít. Quê à, anh biết là nhà mình đang túng, quán xá đã có lời đâu. Em cầm đi, để phụ chi tiêu với ba má. Quê à, anh thật lòng nghĩ gì, em đừng có giận anh nha. Vì anh xem gia đình em giống như gia đình của anh vậy. Còn ba má em cũng giống như là ba má anh vậy. Vậy tại sao em không cho anh chia sẻ với mọi người? Nhé em. Được rồi, cho em xin lại số tiền đó đi. Đó, vậy mới được chứ. Không còn giận anh nữa nghe. Vậy bây giờ số tiền này là của em đúng không? Đúng rồi, đó là của em mà. Vậy thì em có thể sử dụng vào bất kỳ việc gì em muốn, đúng không? Cái này thì... Cho nên là bây giờ nè, em đưa anh giữ giùm em. Rồi tới hôm nào mà mình đi biển á, anh cầm số tiền này nè. Em muốn mua cái gì, em muốn sắm cái gì, anh trả giùm em. Rồi quyết định vậy đi. Anh bị em gạt rồi hả? Anh đừng có lo mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. À, vài bữa nữa đi á, mình rủ thì với mình đi chung cho vui được không anh? Cái thứ nhất á là có thêm hai người đó, mình sẽ thêm phần đông vui. Cái thứ hai á là sẽ tiết kiệm thêm một ít chi phí nữa đó. Wow, bà chủ quán tính toán dễ sợ nghe. Thôi được rồi, em tới dụ họ đi. Ừ. Mà thứ mấy mình đi anh? Để coi, hôm nay là thứ ba, thứ sáu mình đi nghe. Tại vì anh nghỉ công ty cũng lâu rồi, bây giờ anh phải vô làm việc để trả nợ. Đi ngày nào cũng được hết, chỉ cần bên cạnh anh là em vui rồi. Dù cho đi biển hay là đi núi, em cũng vui. Thế không? Mừng ông đã trở về. Cảm ơn ông. Chắc mấy bữa tôi đi ông sốt ruột lắm. Đâu có, vì tôi rất tin tưởng ông. Sao, mọi việc trôi chảy chứ? Mừng là tôi gặp lại những người quen cũ vẫn còn ở đó, không thì phải mất công tìm kiếm. Và họ vẫn chấp nhận làm ăn với mình, hợp tác với mình chứ? Dĩ nhiên, nhưng cách làm ăn khác hơn lúc trước nhiều. Là sao? Khác là khác sao? Tiền trao cháo múc, cần bao nhiêu cũng có. Có ông mà họ không cho mình thiếu chút chút được à? Bởi vì họ tin đây là chuyện làm ăn, không phải của gia đình tôi. Sao ông không làm cho họ tin như vậy? Bộ chỗ mấy ông làm ăn ưa dối gạt nhau lắm hả? Nếu ông tin vào khả năng thuyết phục của mình, tôi sẵn sàng cho ông tên và địa chỉ để qua đó thương thảo. Nếu cần tôi sẽ đi cùng. Còn nếu ông kêu tôi dối gạt họ thì khó đó. Không sao không sao. Chỉ cần hàng đảm bảo chất lượng, đầu mối cung cấp là chỗ tin tưởng, còn mọi chuyện khác á chỉ là chuyện nhỏ. Cảm ơn ông đã vất vả, chúng ta sẽ bàn kỹ vụ này vào ngày mai. Bây giờ ông đi nghỉ đi.
chết đói mà còn phải đặt khủng khiêng. Chờ đó con ơi. Ủa, con Thương nó đi đón thằng Nam rồi hả ông? Sao mà từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh chỉ gần 2 tiếng đồng hồ, từ 6 rưỡi sáng tới giờ cũng chưa thấy nữa. Chắc thằng Nam nó mua nhầm phải vé máy bay của hãng hàng không Delay Airlines rồi. Trời. Uống nước đi ông. Nó về giờ bác đó. Ơi, con vớt con gà ra rồi, bây giờ phải làm sao nữa hả bác? Ừ, bây giờ con lấy nước đun sôi để nguội á, rồi con rửa qua, gà nó mới trắng được nha con. Dạ. Ờ, mà chị Thư có mang thịt thỏ qua, con không biết nấu, giờ phải làm sao? Lại thịt thỏ nữa. Thôi, cái đó con để chị con về nấu đi. Bác không có biết nấu mấy cái đó đâu. Nha. Nè, quay lại đi anh chụp cho. Thôi, đừng có chụp nữa mà. Nè. Bỏ cái khăn ra Huệ. Thôi mà em ngại lắm. Anh này đã nói đừng có chụp nữa mà. Cái gì vậy? Nghỉ chụp nha, đặt cái khăn cho em. Huệ. Huệ. Thôi mà, đừng có giận em mà. Một tí nữa đi tới chỗ vắng người đi. Chứ ở đây đông người quá em ngại lắm. Đi ra biển mà tìm chỗ vắng người. Lỡ có chuyện gì ai cứu cho? À, không có được nói bậy. Nói gỡ không à. Chú mua tờ phòng giùm con đi chú. Mua giúp anh con đi. Vậy? Hai đứa bay đi chỗ khác chơi. Lì quá à. Đi mà chú. Tao đã nói là không mua rồi mà. Sáng dễ quá chú, mua giùm đi. Thằng cha thì ghét. Không mua thì thôi, làm gì mà lo lối người ta dữ vậy. Sao tự nhiên hôm nay anh quan tâm tới tụi nhỏ quá vậy? Trước khi mà anh được nhận vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi ở Tân Ninh thì anh cũng đã có mấy năm trời đi bán hàng rong như tụi nó. Thành thử bây giờ thấy hoàn cảnh tụi nó như vậy, anh thấy đau lòng lắm. Em hiểu. Nhưng mà chuyện đó đâu có gì xấu đâu. Em thấy bình thường mà. Anh, vậy anh ở trung tâm đó được bao lâu? Gần 9 năm. Sau khi đỗ đại học anh mới rời khỏi đó. Vậy khi rời chỗ đó rồi, anh còn quay lại chỗ đó thăm không? Có chứ. Lâu lâu anh lên anh vẫn có quà cho mọi người mà. Em tin mà. Anh là một người lúc nào cũng chu đáo và tình nghĩa hết. Em đã khen anh đỡ rồi. Anh á, có chịu tật xấu lắm đó nghe. Mai mốt á, có gì em nói cho anh biết anh sửa. Ừ, nhớ không? Anh thấy thỉnh thoảng em cứ nhìn anh như vậy, anh ngại lắm đó. Cứ như lần đầu tiên tụi mình gặp nhau vậy. Tụi mình hãy làm sao để khi cả hai đứa nhìn nhau đều có cảm tưởng như là lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy sẽ quý giá hơn nhiều đó anh à. Anh biết mà. Bãi biển vắng người đó, mình ra qua đó tắm nha. Ê, anh kỳ quá, trả thằng lại cho em đi. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em đẹp quá. Thank you.
đi con. Dạ, bác cứ để con tự nhiên à. Tội nghiệp, bé mai phải ăn cơm trước để kịp đi học hả bác? Chỉ đột xuất hôm nay thôi. Thôi, ăn đi, ăn cho nó nóng nha. Dạ. Uống đi con. Nè, ăn cái này đi, vừa lại học hành có căng lắm không con? Mà... dạ, cũng bình thường thôi. Có thể khóa học sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến đó bà. Ủa, sớm hơn bao nhiêu ngày vậy con? Cũng chưa rõ đâu má, tụi con nghe phong phanh vậy thôi. Ừ, vậy sớm hơn đi, để còn lo chuyện hai đứa nữa. Trước hết, ba má phải hỏi ý kiến của Kim Thư đã. Ngộ nhỡ cô ấy chưa muốn bàn tới chuyện đó thì sao ạ? Đó, hai bác coi, ảnh đổ thừa cho con luôn đó. Vì lúc nào, ảnh cũng chê con mà. Hổng chừng, ảnh có người khác rồi đó hai bác. Ừ, không có đâu, nó không có dám vậy đâu. Nó mà dắt đứa nào về hả, bác lót lá dắt tay á, đuổi ra khỏi nhà liền. Chà, quyết liệt như vậy hả má? Chứ sao nữa, con thấy không, đâu mà có đứa con dâu mà đẹp người đẹp nết, dễ thương, ngoan hiền nữa chứ. Đúng không ông? Không phải vậy đâu bác ơi, đó là bác nói thôi chứ anh Nam anh không có nghĩ như vậy đâu. Chứ sao nữa, sao, con nói má nghe thử coi. Con xin phép ra nghe điện thoại. Ừ. Chị đây. Thoa hả, có chuyện gì vậy em? Sao chị nói đón anh Nam được rồi á thì chị về nhà ăn trưa cùng với em. Bộ chị quên mất tiêu rồi hả? Ủa, chị có nói vậy hả? Trời đất, vậy đúng là chị quên rồi. Thôi vậy đi. Ừ, em chịu khó đi ăn một mình. Chị nợ em đến buổi chiều nha. Ừ, chị này. Thôi mà, xin lỗi rồi mà. Ừ. Không có chuyện gì chứ con? Dạ, dạ không có gì bác. Ừ. Con mời bác. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Đi. Dạ. Rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Kéo nó nghe. Đúng rồi. Em quay qua đi. Đẹp lắm. Bỏ nó ra. Đúng rồi, xóa tóc. Em qua bên này nè. Đây. Ê. Ủa, kia đẹp hơn. Đằng kia ha. Xích qua bên này nè. Rồi. Đứng đây nha. 2, 3. Em lên đây nè. Rồi. Mình chừng đáng nghe. Đứng đi. Tao dán đi. Đó vậy đó. Nè. Rồi anh chụp nha. 2, 3 cười lên. Để đứng sau nữa. Em để tay gì nè. Đúng rồi. Đúng rồi. 2, 3. Quế, có chân. Trời ơi, thế em. Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Mỗi lần anh nhìn em á, anh phát hiện ra nhiều điều mới lạ. Nhưng bây giờ thì là điều gì? Nhìn vào trong mắt em, anh thấy mất hẳn những u sầu. Anh có biết tại sao không? Ở bên cạnh anh á, em thấy tự tin hơn.
Anh làm cho em quên đi những mặc cảm. Em à, em có nhớ là mình đã hứa gì với nhau không? Một trong hai đứa sẽ không nhắc lại những chuyện cũ đã trải qua. Em nhớ chưa? Em nhớ mà. Em sao vậy? Cát vô trong mắt em rồi. Để em thổi cho nó bay ra. Đã nói là để đó, lát nữa em Mai nó về nó rửa. Vậy mà không nghe gì hết trơn à? Dạ không sao đâu, con làm chút là xong liền mà. Thôi con lau tay đi. Lên uống nước ha. Dạ. Lên đây con. Lẽ ra Thư phải để Nam rửa chén đũa mới đúng đó. Ai đời khách tới nhà mà việc gì cũng xong vào làm là sao? Dạ không sao đâu bác, con làm được mà. Thư nè, bác nghĩ gì? Sẵn dịp thằng Nam nó được nghỉ vài bữa, hai bác qua nói chuyện với mẹ cháu, tiến hành làm đám hỏi. Cháu có bằng lòng không? Trời đất, má cứ làm như đánh trận không bằng á. Chứ còn gì nữa, hai đứa cưới nhau nhanh lên để có cháu nội tôi bồng, rồi muốn đi đâu thì đi, cháu nội nhà tôi nuôi đó. Ý má anh như vậy đó. Em tính sao hả Thư? Con xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại. Má cứ sát sàng sạc như vậy làm con ngượng quá. Phải đó, bà nói vậy con Thư cũng khó nói lắm á. Cưới vợ phải cưới liền tay, hai cha con không biết gì hết trơn. Được, tôi tới liền. Ở trung tâm có việc cần, họ muốn con tới ngay. Con xin phép hai bác con đi. Trời ơi, con lại đi liền giờ sao? Dạ. Chìa khóa xe máy của em đâu rồi anh Nam? Em coi trong giỏ sách có không. Nè Nam. Dạ. Con tính để Thư đi một mình đó hả? Đâu có. Con sẽ đưa Thư đi mà. Hồi bằng tuổi con á, ba ga lăng với má gấp trăm lần con á. Không tin hỏi má con thì biết. Đi đi con, đi đi. Sao? Họ vẫn chưa quyết à? Dạ, em nghĩ là họ chưa gom đủ tiền. Vậy mà cũng đòi làm ăn. Mấy bữa em về thành phố thấy như sao? Có làm được việc anh nhờ không? Dạ có anh. Anh coi nè. Thằng này là thằng nào? Dạ, em có dò hỏi, em nghe nói là hắn và Huệ sắp làm đám cưới đó anh. Dạ, là em nghe hàng xóm nói vậy, chứ em không dám chắc. Cho dù nó là thằng nào thì cũng vậy thôi. Nó sẽ không lấy được cô ấy đâu. Em chưa hiểu lắm ý của anh nói. Ha 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 ha.
Mày nghĩ sao? Nếu như đúng ngày đám cưới của Huệ, tao có mặt, biến cô ấy thành quá phụ. Anh tin gì thiệt sao? Nguy hiểm lắm anh à. Anh đang bị săn lùng dữ lắm. Lỡ mà có chuyện gì thì... Tao chỉ thoáng nghĩ vậy thôi, chứ tao không bao giờ muốn mình vô khám đâu. Ít nhất là cho tới khi chuyện ân oán giữa tao và thằng Nam được giải quyết sòng phẳng. Dạ, em hiểu. Mày chẳng hiểu gì cả. Nhìn vô mắt mày, tao biết mày đang nghĩ tao là một thằng đang nuôi trong đầu những suy nghĩ bệnh hoạn, có đúng không? Em đâu dám nghĩ như vậy đâu anh. Mày cứ nghĩ như vậy đi, cũng chẳng sao cả. Mà không chỉ mày, thằng nào thích thì cứ nghĩ như mày. Tao là tao, tụi nó là tụi nó. Không có bất cứ thằng nào bắt tao phải giống như tụi nó, mày hiểu chưa? Dạ. E rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy được ai đâu Huệ à. Thiệt tình cái bà chị này á, trời ơi, chị có muốn đi lấy chồng á thì cũng làm ơn dạy cho em nấu nướng đàng hoàng đi. Thì chị để ở trên tủ á, em tìm kỹ đi, chị để trong đó nhiều lắm mà. Chị á thì đi ăn tiệm, mặc cho em mút lây quay vậy nè. Trời đất, mì Hàn Quốc là mì nào, gói nào? Sao rồi, tìm được chưa? Chưa, còn đang tìm. À, nó đây rồi. Giờ làm sao? Có hướng dẫn ghi rõ ngoài bao bì đó. Chịu khó đọc rồi làm theo nha cưng. Hay vậy đi, bỏ đó, tới đây ăn chung với tụi chị. Tụi chị cũng đang trên đường tới nhà hàng nè. Thôi, ai mà dám làm kỳ đà cản mũi hai người. À, mà em nói thiệt nha, sao lần nào đi chơi với nhau hai người cũng toàn ăn thịt thỏ không vậy? Bộ hai người không ngán hả? Sao? Đi biển vui không? Rồi, bữa nào cho gặp mặt đi, là Thủy biết liền, hiền hay không à. Em ơi, em. Chút xíu đi anh. Vậy hả? Thủy tiếc quá. Phải chi, cùng đi với nhau, thì vui lắm. Nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ chưa chịu ngưng nữa. Tám gì mà tám dữ vậy không biết. Rồi, sắm sửa xong hết rồi. Giờ thì chỉ chờ Huệ về thôi. Thấy chưa đẹp là Thủy đổi lại liền. Trời ơi. Ừ, được lo mà. Lo mình bả tôi muốn chết rồi. Giờ biểu lo thêm người nữa, chắc trốn nợ luôn quá. Anh. Đúng rồi đó. Ý quên nữa. Nè, Thủy nhờ Huệ á, toàn bộ hình đám cưới của Thủy với anh Bình, anh Vũ Thiên chụp hình giúp Thủy nha. Ừ, tin tưởng mà. Rồi, yên tâm đi. Thủy muốn sao, anh Bình anh cũng chịu hết á. Ừ, thiệt, không tin hả? Nè, anh kế bên đây nè, nói chuyện với anh chút xíu nha. Ừ, đợi xíu nha. Anh, ừ? Anh nói cho ông Huệ tin là hai đứa mình nhờ anh Vũ Thiên chụp hình đám cưới. Nói đi anh, nói một tiếng cho nó tin. Anh đây, anh Bình đây. Thủy muốn là anh muốn mà. Miễn Thủy vui là anh vui hà. Rồi vậy nha. Chào nha. Anh, trời ơi. Alo, Huệ ơi, Thủy nè, còn đó không? Cái anh này, em đang nói chuyện với nó, sao anh tắt máy của em vậy? Em á, nói chuyện điện thoại lâu quá, cái máy nó nóng á, nó cháy cái điện thoại, nó phỏng cái tai em á. Sợ người ta phỏng tai hay là anh đang keo kiệt vậy? Không, nói keo kiệt con nào? Thiệt không? Thiệt. Đang
Sao anh nhìn em kỳ dữ vậy? Không giống như mọi khi. Em sẽ không bao giờ làm anh buồn phiền đâu. Anh tin em chứ? Anh tin chứ. Và cả anh nữa, anh cũng sẽ vậy. Anh sẽ không bao giờ để cho em phải trả một giọt lệ nào ra khỏi mắt em đâu. Anh hứa với em.